Hiểu rõ về mối quan hệ giữa tiến trình cha và tiến trình con trong Linux. Khi một tiến trình được khởi chạy từ một cái shell, một cái dòng lệnh, thì nó trở thành tiến trình con của cái dòng lệnh đó. Trong việc quản lý các tiến trình ấy, thì tiến trình cha và con mối quan hệ rất khăng khít, bền chặt. Đã đến tiến trình cha phải chạy được thì mới chạy tiến trình con. Vì do đó, tất cả các tiến trình bắt đầu ở shell sẽ bị giết hoặc là bị ngắt quãng ngắt khi cái shell đó dừng lại. Việc này cung cấp một cách rất là hay để ngắt những tiến trình không còn dùng nữa. Tiến trình bắt đầu từ chạy trong background ấy, thì sẽ không bị giết khi mà tiến trình cha của nó hoặc cái shell của nó được tắt đi. Để và chúng ta sẽ sử dụng lệnh clean để giải quyết tối đa nó. Chú ý là trong phiên bản trước của bash shell ấy, thì cái background process cũng bị giết khi mà tiến trình cha của nó bị ngắt. Các bạn gõ câu lệnh như này: sleep như là ngủ trong khoảng độ 360 giây như thế này, background này. Thì nếu bạn tắt thằng này đi thì nó tự tắt. Tuy nhiên, việc này không xảy ra nếu trong Red Hat 9 thì không có. Mà đây, ngày xưa ấy thì muốn ngăn cản cái việc mà bạn tắt cái shell, kiểu bạn đang truy cập vào từ xa vào, đục phát nó mất cái kết nối đó, thì cái tiến trình mạng chạy trong cái đó là đứt luôn. Thì ở Red Hat 8 mình làm việc ấy, dùng cái gọi là no hop, tức là sẽ duy trì cái tiến trình con đó cho đến khi dừng nghỉ thôi, mới thường nó thường xuyên Red Hat 8, Red Hat 7. Tuy nhiên trong Red Hat 9 có cái điểm mới, đó là khi mà tiến trình cha bị giết thì tiến trình con vẫn chạy, và tiến trình con này trở thành cái tiến trình con của tiến trình systemd. Mình chạy rồi này, mình sẽ tạo cái shell mới. Mình kiểm tra nhé: ps chữ ef grep bash. Sẽ có hai cái bash đó, cái bash 377, bash sau bắt chưa 2994, grep 394 thì nó có tác gì không. Rồi đây, nó skip đây. Bây giờ nó skip này, mình sẽ exit nó, mình thoát khỏi chương trình này. Vâng, nhớ lại có không, 294 không có nữa. Đây là cái bát này là con chết rồi. Vậy mình tìm xem thằng này, nhìn con này đi đâu. Ship insert. Rồi, nó thành cái hình con của cái thằng là 2159. Đấy, con nó thằng nào. Đây, đó chính là bên trái, bên trái, bên trái, bên trái, bên trái. Đây, chính là thằng này, đó là systemd trừ user, và tiến trình tra hàng này như tiến trình một, tức là tiến trình đầu tiên khởi chạy. Ông thằng một này, thằng con là thằng không. Vậy nhé, tóm lại là gì, nếu nó bị tra chết thì nó thằng systemd ấy nhảy vào để quản lý tiến trình đó. Bây giờ mình giết tiến trình này, shop để kinh thằng tiến trình này. Nó đi rồi, đâu vướng rồi. Ba bốn ba một, sao mình gửi một cái Ctrl C đến nó tự tắt thôi.